Chị Lan Phương hiện là đang học cùng cô con gái ở Borneo luôn. Mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng chị luôn sắp xếp thời gian để cùng con chinh phục niềm đam mê này. Sau đây xin mời chị tiến lên sân khấu ạ. Mời chị Nguyễn Hằng chuẩn bị ạ. Xin mọi người cho chị một tràng vỗ tay ạ. Rất là nhanh nhẹn ạ.